Nghệ sĩ ưu tú Trần Đức, ông trùm phản diện màn ảnh Việt nhưng ngoài đời cưng vợ hết nấc. Ở tuổi U70, nghệ sĩ ưu tú Trần Đức và bà xã kém 10 tuổi vẫn như đôi vợ chồng son. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi ngoài đời, nam nghệ sĩ gạo cội có tính cách khác xa trên màn ảnh nhỏ. Nghệ sĩ ưu tú Trần Đức có xuất phát điểm từ một diễn viên kịch nói. Trên sân khấu kịch, ông thường xuyên được giao vai hiền lành tử tế. Tuy nhiên khi lấn sân sang lĩnh vực truyền hình, hầu hết những vai diễn của ông trước kia đều là vai phản diện, xảo quyệt, mưu mô. Nam nghệ sĩ gây chú ý với vai diễn ông Sang trong bộ phim Thưa Ngày Nắng Về. Hiện Thưa Ngày Nắng Về đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả với những tình tiết cao trào. Trong tập mới nhất, sau kế hoạch đưa Nhật Mai, Minh Khuê đóng, ngồi vào vị trí tổng giám đốc của Hoàng Kim, ông Sang do nghệ sĩ ưu tú Trần Đức thủ vai tuyên bố rằng tất cả những gì ông làm đều vì ba người là ông, Nhật Mai và Quân, con trai của cô ta. Lúc này, sự thật bấy lâu nay bị giấu trong vỏ bọc được phơi bày. Thì ra Quân không phải là con trai của chủ tịch Hoàng Kim mà là con riêng của Nhật Mai với ông Sang. Và ông Sang rất có thể chính là trùm cuối, đứng sau tất cả những sóng gió của tập đoàn Hoàng Kim thời gian qua. Đảm nhận vai ông Sang trong Thưa Ngày Nắng Về, nghệ sĩ ưu tú Trần Đức đã thành công khắc họa một nhân vật bề ngoài đạo mạo trung thành, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một kẻ mưu mô, tham vọng và lòng đầy thù hận. Vốn được mệnh danh là ông trùm vai phản diện trên màn ảnh nên nhân vật này được ông diễn rất trọn vẹn, chuyên trị vai phản diện trong phim. Nghệ sĩ ưu tú Trần Đức sinh năm 1954, ông được biết đến là một trong những gương mặt gạo cội của làng điện ảnh Việt. Nghệ sĩ ưu tú Trần Đức là người gốc Hà Nội, ông sinh ra và lớn lên tại phố Tân Cổ. Thời chiến tranh, Trần Đức từng viết đơn xin lên đường nhập ngũ nhưng lại bị trả về với lý do anh nên về làm nghệ sĩ sẽ thích hợp hơn. Ông bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch và đã có hơn 40 năm hoạt động tại nhà hát kịch Hà Nội với hàng loạt bằng khen, huy chương cho các vai chính diện. Tuy nhiên, khi bước từ sân khấu lên màn ảnh, nghệ sĩ ưu tú Trần Đức lại toàn được giao các vai phản diện. Nam nghệ sĩ dí dỏm kể, từ sau khi để kiểu tóc húi cua, các đạo diễn năng tìm đến ông mỗi khi cần tìm người đóng nhân vật phản diện. Có lẽ kiểu tóc húi cua kết hợp với ánh mắt sáng quắc sau gọng kính và điệu cười gian nhếch mép khiến ông rất giống một kẻ điệu cán nham hiểm. Một trong những tác phẩm gây tiếng vang mà nghệ sĩ ưu tú Trần Đức tham gia là series Cảnh sát hình sự. Trong Chạy án, vai diễn của ông là một giám đốc kiêm quan chức chuyên tham nhũng, đục khoét của công và nhận hối lộ. Trong Đầm Lầy Bạc, ông tiếp tục hóa thân thành ông Thọ, một nhân vật tưởng hiền lành tử tế nhưng thực chất lại là một tên trùm mafia khét tiếng và vô cùng nguy hiểm. Ngoài series Cảnh sát hình sự, trong các phim khác, nghệ sĩ ưu tú Trần Đức cũng đóng đinh với các vai điểu. Trong Giọt Nước Rơi, ông tiếp tục đảm nhận vai một trùm xã hội đen. Đến Lời Thú Tội của Eva, Tình Yêu và Tham Vọng, ông lại vào vai những gã lăng nhăng đào hoa. Đôi khi vì đóng quá nhiều vai xấu, nghệ sĩ Trần Đức cũng có thấy nhàm chán, nhưng ông vẫn luôn cố gắng để có những nét riêng khác biệt ở mỗi vai diễn. Quả thật những nhân vật mà Trần Đức đóng dù đáng ghét nhưng lại rất đa dạng và để lại ấn tượng khác nhau trong lòng khán giả. Từ năm 2017, nghệ sĩ ưu tú Trần Đức xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh nhỏ. Ông cho biết vì nghỉ hưu tại nhà hát và trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội nên có nhiều thời gian hơn để tham gia diễn xuất. Ông coi đó là một niềm vui ở tuổi xế chiều. Mỗi năm, nghệ sĩ Trần Đức đóng khoảng 2-5 bộ phim. Bên cạnh những vai phản diện sở trường, nghệ sĩ ưu tú Trần Đức cũng hóa thân thành các nhân vật chính diện như Trong Sống Chung Với Mẹ Chồng, Ghét Thì Yêu Thôi, Nhà Trọ Ba La Ha, Lựa Chọn Số Phận, Hồ Sơ Cá Sấu, Mặt Nạ Gương. Ông chia sẻ trong một bài phỏng vấn, với tôi bây giờ cứ được đi đóng phim là vui rồi, vai ngắn, vai dài, vai chính, vai phụ không quan trọng. Truyền hình mời tôi dạng vai nào thì tôi đóng như thế, nếu được mời đóng những vai dài hơi thì tôi vẫn cố gắng thu xếp thời gian để tham gia. Tiền cát xê thù lao đối với tôi không thành vấn đề là mình được làm việc, được công chúng biết đến. Có những nghệ sĩ về hưu chỉ một năm không đóng phim mà khi gặp lại trông già nua lão hóa lắm. Nam nghệ sĩ gạo cội cũng cho biết ông làm phim không phải để được nổi tiếng, cũng không phải vì cát xê mà vì tình yêu dành cho nghệ thuật, hôn nhân ngọt ngào bên bà xã. Trái với những nhân vật phản diện khét tiếng trong phim, ở ngoài đời, nghệ sĩ ưu tú Trần Đức rất hiền và thân thiện. Ông là người gốc Hà Nội, khá gần gũi, cởi mở, đậm chất Hà Thành lịch lãm. Ngoài tài năng và đức hạnh, ông còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn. Thừa hưởng gen nghệ thuật của bố, con cả của ông là đạo diễn, diễn viên Trần Hoàng làm việc tại nhà hát tuổi trẻ. Bà xã của nghệ sĩ ưu tú Trần Đức là giảng viên âm nhạc Tuyết Mai, kém ông khoảng 10 tuổi. Hiện tại cả hai ông bà đã nghỉ hưu, con cái trưởng thành, lập gia đình và dọn ra ở riêng nên họ sống với nhau như vợ chồng son. Trong cuộc sống đời thường, nghệ sĩ ưu tú Trần Đức là người mềm mỏng chiều vợ. Vì cùng đam mê nghệ thuật nên hai người sống với nhau hòa thuận hạnh phúc. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Trần Đức thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình cảm của hai vợ chồng dành cho bà xã. Những lời có cánh không khác gì các cặp đôi trẻ. Hiện tại tuy đã ở tuổi U70 nhưng nghệ sĩ Trần Đức vẫn rất phong độ, khỏe mạnh và sung sức. Ông vẫn làm việc, tham gia các hoạt động nghệ thuật và công tác xã hội không ngừng nghỉ dù đã về hưu. Nam nghệ sĩ tâm sự, lúc về hưu tôi nghĩ mình phải làm cái gì đó chứ không thể ngồi ở nhà được. Tôi ngồi ở nhà một tuần là cuồng chân cuồng tay không chịu nổi.
Để có sức khỏe dẻo dai, nghệ sĩ Trần Đức rất chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, tập thể dục thể thao. Trước đây ông thích khiêu vũ nhưng sau này thì chuyển sang học võ thuật. Ông còn tham gia các liên đoàn võ thuật để tập luyện cùng các đồng môn môn sinh. Ngoài ra, nghệ sĩ ưu tú Trần Đức còn tham gia các chương trình từ thiện cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Tuy khá bận rộn đóng phim và góp mặt trong nhiều hoạt động, nhưng nghệ sĩ Trần Đức vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình, bởi với ông không có gì quý bằng gia đình. Nếu không phải làm việc, mỗi sáng ông thường đưa bà xã đi ăn sáng rồi ngồi cà phê hoặc lên nhà các con chơi với các cháu. Chiều về hai vợ chồng lại tập với nhau, sau đó cùng nấu bữa cơm rồi xem những bộ phim yêu thích. Cuộc sống chỉ êm đềm giản dị như vậy nhưng cũng đủ ấm áp, hạnh phúc.